Mây, Julie. Chắc nhiều bạn cũng muốn mèo của mình biết tên giống Mây và Julie đúng không? Đơn giản thôi, đầu tiên là ta phải đặt tên cho mèo. Từ giờ ba gọi con là Mây nhá, còn con tên là Julie. Sau đó cho mèo chơi hoa lá cảnh. Úi giời, công chúa bắt đầu pha quế đấy. Khi đã ngấm thì liên tục gọi tên để in sâu vào tiềm thức. Mây, 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 mây. Cái tâm này đi cảnh thì chỉ thấy tên Mây với Julie bay lên thôi. Đó, sau đây bạn chỉ cần gọi tên là mèo sẽ quay ra với bạn. Mây, Julie. Vậy bài học rút ra là con nào nghiện con đó sẽ sống rất tình cảm.